Xin chào anh em nhé. Đây mình xin quay toàn cảnh. Đây là khu vực làng Chuông. Làng Chuông và bao quanh xung quanh làng Chuông là xa xa đằng kia là làng Động Linh. Đấy, trong này là Nhật Tựu này, hướng Tây này, Kim Bảng này. Đấy, khu này là khu Đồng Văn Xanh này. Kia là cây đề, hai cây đề 700 năm tuổi này. Đây mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem. Đây chỗ này là nhà bác Sao này. Kia đang có ai đang hái rau ở vườn này. Trong kia là Nhật Tựu nha. Chỗ này nhà đây. Anh Tùng ơi, sau là nhà ai ấy nhở? Chỗ này nhà ai đây? Đây này. Sao để nó tùm này? Thế còn đằng kia? Sát đằng kia? À, đến kia mới là hết đất à? Đến kia mới hết à? Đến chỗ cái điều hòa kia cái gì? Hết cái ao rồi anh? Hết cái ao rồi á? À? Thế còn cái vườn bên kia nhà ai ấy nhỉ? Nhà bà Lãm à? Đây có đám ma nhà ai? Đây kia, đứng đây là nhìn thấy làng văn hóa thôn Chuông. Đây chỗ này là nhà, đây là nhà huấn bô này. Có các cháu đang nô đùa này. Đây, đây là nhà huấn này. Đó, nhà huấn này. Cây xanh nhiều lắm, mát mẻ lắm. Đây là nhà anh Hiệp. Kia xa xa là nhà thờ thôn Động Linh nha mọi người nha. Đấy, nhà thờ rất đẹp nha. Đây là ngoài đồng có người vẫn đang đi cấy. Mộ thôn Động Linh. Làng văn hóa. Đây là nhà cậu Dũng này. Kia nhà ai nhỉ? Nhà Sơn Bông. Đây là nhà ông Tuyên. Đây là trường tiểu học ngày xưa, bây giờ thành trường mầm non. Bây giờ là nhà tầng xây lên san sát rồi.
kia là đằng phía Đại học Hà Hoa Tiên này. Đó. Đây là nhà ông Tuyên này. Đây là nhà ông Tiến ạ. Đây, chúng ta đi tiếp ở đằng này. Kia là cái đình nhá, đình làng nha mọi người. Cái đình làng. Cái đình làng. À, chỗ này rất nhiều vịt. Có nhà nuôi rất nhiều vịt. Trang trại vịt ở đây mọi người. Nhà ai nhỉ? À. Hình như nhà ông Tam hay sao? Ông Tam Tuyên. Rất nhiều vịt. Trang trại vịt ở đây luôn. Kia ra ngoài kia là thị trấn Đồng Văn nhá. Thị trấn Đồng Văn ở ngoài đấy ạ. Cái đề 700 năm tuổi rồi. Rất nhiều cây xanh. Rất nhiều cây xanh. Nhà hàng Bảo Sơn. Chúng ta ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nhà hàng Bảo Sơn. Chỗ đường đi ra Yên Lệnh. À. Chỗ này có cái ngôi chùa của thôn Trung này. Thôn Trung hay là thôn Đinh Não này. Thôn Đinh Não. Đó. Chiều đến ở đây rất nhiều tiếng chim kêu nhá. Đây là nhà ông In. Nên có bụi tre. Bụi tre rất lâu đời rồi. Bụi tre này hơi xấu. Đây là cây xoài. Mấy cây xoài nhà kia nhà chú Hưng. Chú Hưng là đằng sau là nhà bác Lãm. Nhà bác Lãm ngày xưa có cái thị giờ ở đâu rồi. Cái thị nhà bác Lãm chặt rồi. Đây nhà ông In này. Nhà ông In này. Beauty Spa. Nhà san sát nhau mọi người. Ở đằng sau kia có cái ngôi nhà gì rất là to. Đấy, khu đó kia là khu Đồng Văn Xanh nhá. Nhà hàng Bảo Sơn kìa. Nhà hàng Bảo Sơn đấy nhá. Nhà hàng Bảo Sơn này. Đấy, Bảo Sơn này. Bây giờ đang là buổi chiều. Buổi chiều bây giờ đang là 17:35. 17:35. Buổi chiều và hôm nay là ngày mùng 3 Tết nha mọi người. Xa xa đằng kia chúng ta có thể nhìn thấy các cái dãy núi của Hòa Bình.
Đấy, mọi người có thể nhìn thấy các cái dãy núi. Trong đấy có Tam Trúc đấy ạ. Phía đấy là phía chùa Tam Trúc đấy mọi người nhá. Từ đây vào chùa Tam Trúc độ hơn chục cây mọi người ạ. Rất là gần. Phía đằng cầu tháp kia là cái máy kéo cũ ngày xưa mà không biết mà bây giờ họ đang xây cái gì. Chắc là họ có dự án gì vào đấy xây biệt xây kiểu dạng như chung cư hay sao. Đấy, rất là rộng. Trong này thì ở thì rất là yên tĩnh mọi người ạ. Đây có tiếng chuông chùa. Chuông nhà thờ. Đấy, nhà thờ, chuông nhà thờ nhé. Hình như là cứ 30 phút là một tiếng chuông hay sao. Chuông nhà thờ thôn Động Linh. Đó. Bên dưới là nghĩa địa. Nói chung bây giờ là kín hết rồi ạ. Thôi clip của mình đến đây tạm dừng nha. Xin được kính chào mọi người. Mọi người thấy hay hãy cho mình một like và một comment và một chia sẻ nhá. Rất là cảm ơn mọi người nhá.